Bang New York là tâm chấn của đợt bùng phát dịch COVID-19 ở Mỹ vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua và dần có xu hướng giảm trong mùa hè. Tuy nhiên, các cuộc tụ họp vào kỳ nghỉ cuối năm được cho là sẽ có nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm mới. Theo thống đốc bang New York Andrew Cuomo, bang này dự kiến sẽ nhận được 170.000 liều trong đợt đầu tiên và tiến hành tiêm chủng cho các nhân viên và người dân tại viện dưỡng lão, cũng như các nhân viên tại bệnh viện có nguy cơ cao. Chúng tôi có khoảng 700.000 nhân viên làm việc tại các bệnh viện của bang. Đó là một con số rất lớn. Vì vậy, chúng tôi sẽ ưu tiên các nhân viên ở bệnh viện có nguy cơ cao. Các chuyên gia cho rằng Mỹ thực sự cần một công cụ chống dịch mới bởi có rất nhiều người Mỹ từ chối đeo khẩu trang hoặc tránh đám đông. Những biện pháp mà các quan chức y tế cho rằng vẫn cần thực hiện ngay cả sau khi các chương trình tiêm chủng hàng loạt bắt đầu.